Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam. Trên thế giới, người được vinh danh là anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, nhà chính trị kỳ tài, tấm gương lớn về nhân cách và là biểu tượng xuất sắc của phong trào giải phóng dân tộc và đoàn kết quốc tế, của hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc. Hình tượng Hồ Chí Minh đang tiếp tục được lưu giữ và trân quý tại nhiều nơi trên thế giới. Thành phố Ulyanovsk, Liên bang Nga. Ở trung tâm thành phố có một quảng trường mang tên Hồ Chí Minh với bức tượng Bác Hồ được dựng lên năm 2017. Nước Nga là nơi ghi dấu chặng đường quan trọng trong quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những hình ảnh, tài liệu về người ở Nga được bảo quản đặc biệt. Nhân dân Xô Viết trước đây và nhân dân Nga ngày nay rất kính trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ở đất nước chúng tôi có quảng trường và rất nhiều tượng đài của người. Thông qua hình tượng Hồ Chí Minh, người Nga hiểu hơn về người Việt Nam. Còn đây là khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Long Châu, Trung Quốc. Là nơi chứng kiến những dấu mốc quan trọng trong quá trình hoạt động của người, cũng như cách mạng hai nước Việt Nam-Trung Quốc. Căn nhà được địa phương gìn giữ nguyên vẹn, trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho các thế hệ hôm nay. Hiện nay trên thế giới có hàng chục quốc gia ở cả châu Á, châu Âu, châu Mỹ và châu Phi có tượng đài và khu tưởng niệm Bác Hồ. Nhiều nước có trường học và đường phố mang tên Bác. Thời gian càng lùi xa, thế giới càng khâm phục, càng cảm phục, càng kính phục một con người mà cả cuộc đời không có một chút gì riêng tư cho mình. Giáo sư Vũ Dương Ninh thuộc thế hệ những nhà giáo Việt Nam đầu tiên sang giảng dạy tại đất nước Madagascar thuộc châu Phi xa xôi. Điều làm ông ấn tượng khi lần đầu đặt chân đến đây chính là sự kính trọng người dân dành cho Bác Hồ. Thì ở thủ đô Antananarivo của Madagascar đó, nó có một cái điểm rất giống Hà Nội là nó có cái hồ ở ngay giữa thành phố. Nó có một cái đường chạy vòng quanh giống như đường bờ hồ của mình. Là cái điểm giao nhau giữa hai đại lộ, một đại lộ Ra Lai Mông và đại lộ Hồ Chí Minh. Trong lòng người dân thế giới, đặc biệt ở những quốc gia đã hoặc đang chịu cảnh đói khổ, lầm than, thì hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng được xây chắc với sự yêu mến, kính trọng. Nhắc đến Việt Nam, người ta sẽ nhớ đến Hồ Chí Minh, nhớ đến những thắng lợi vĩ đại của nhân dân Việt Nam trong đấu tranh giải phóng dân tộc. Trong tiếng hát, lời ca là tên của các ngôi trường và trở thành tượng đài trong lòng người dân của những nước còn đang chịu chiến tranh, đói khổ. Hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành biểu tượng cho tinh thần độc lập của dân tộc Việt Nam, là hành trang đầy tự hào của mỗi người dân Việt Nam khi bước ra thế giới.